Trang là một sinh viên sĩ quan năm cuối của trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Nàng là một nữ sinh lớp 12 của trường trung học, nổi tiếng tại một thành phố lớn ở miền Nam. Chàng về phép gặp và quen nàng. Mối tình của hai người bắt đầu từ đó. Nàng thích màu áo tím, nhưng chàng thì không, nên nàng phải xa màu áo tím. Họ quen nhau, chàng ra trường sẽ về làm đám hỏi. Ra trường chàng tình nguyện gia nhập binh chủng nhảy dù. Họ lại quen nhau 3 tháng. Họ lại quen nhau 3 tháng sau sẽ làm đám cưới. Còn 1 tháng đến ngày cưới, đơn vị chàng nhận lệnh tăng cường cho chiến trường Đồng Xoài 1965. Đơn vị chàng bị phục kích và chàng tử trận. Chàng vĩnh viễn không trở về để đeo nhẫn cưới cho nàng. Chàng ra đi bỏ lại nàng lạc lõng cô đơn trên cõi đời ngàn thu với tà áo tím. Nhạc sĩ Hoàng Trọng thương cảm cho mối tình không trọn vẹn của đôi lứa đã sáng tác lên nhạc phẩm Ngàn Thu Áo Tím. Để tiếp tục cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả quý vị một ca sĩ rất xinh đẹp và tài năng đến từ California và đã trình diễn tại trung tâm thúy nga Paris by Night. Hầu hết các ca khúc của cô đều được khán giả rất yêu mến và biết đến. Chúng tôi rất vinh dự khi có cô ấy tại đây tối đêm nay. Xin mời mọi người hãy dành tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để chào đón nữ ca sĩ Như Ý. Lần đầu tiên cho Như Ý xin được gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đây là một bài hát Như Ý được yêu cầu của chương trình từ chú Dũng đã có lời mời Như Ý đến trong buổi tối ngày hôm nay của mình tại thành phố Manchester. Như Ý đã phải đi kiếm rất là nhiều những cái bộ áo dài tím nào cho nó phù hợp nhất với cái bài hát này, và cuối cùng cũng kiếm được một cái bộ này thì nó là một tiếng thang. Và hôm nay đây là một bài hát yêu cầu cho Như Ý cũng rất là cố gắng để mà thuộc lời, để mà hát tặng cho tất cả quý vị, vì đây là một bài hát rất ý nghĩa của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Và bây giờ đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Trong
em vẫn yêu và nhớ, mà sao anh đi đi mãi không về nữa. Một bóng áo tím buồn ngắt ngơ khóc trong chiều gió mưa, khóc thương hình bóng xưa tàn tím mưa rơi cho áo em màu tím. Ngại thu đau thương nhuộm áo em màu tím, nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau, tháng năm còn lướt mau, biết bao giờ thấy nhau. Lòng không thể quay nhiều khi núi rừng buông xuống tịch liêu.
từ khi anh là lính chiến ít về thăm cái nhà em, không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn. Ôi ước mơ nhiều cũng thế thôi, đời chỉ là bạn cùng sương gió. Gian lanh trang chiến trường, đêm nay xa quê hương, xa lìa tiếng nói người thương. Ngày anh lên đường chiến đấu, hoan lòng đã lỡ tình yêu, nhưng chờ không thấy người anh yêu, chờ đêm xuân về chiều. Chỉ mong là quý vị sẽ đón nhận và yêu thích. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you. Thank you, ca sĩ Như Ý. Hát rất là hay phải không ạ quý vị? Chúng ta sẽ chào đón Như Ý trở lại trong chương trình kế tiếp. Và để tiếp tục chương trình hôm nay thì Tuyết Phượng xin quý vị vỗ tay thật lớn để chào đón anh pilot của chúng ta hôm nay, anh phi công mang đồ rất là đẹp trai. Và xin mời quý vị cho anh Đỗ Toàn một tràng khắp hóa tay thật là to. Xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Tuyết Trắng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sau đây. Xin mời quý vị cho anh Đỗ Toàn một tràng hóa tay thật là to được không ạ? Thank you so much. Xin mời anh Đỗ Toàn. Đây là lần đầu tiên mà Toàn được mặc đồ này của ba Toàn. Ngày xưa thì ba Toàn mặc đồ này mỗi ngày. Đây là cơ hội đầu tiên của mình. Xin mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tuyết Trắng. Hôm nay mình sẽ chuyển qua một cái version mới cho nghe nó vui tí với điệu vụ cha cha cha. Thank you.
anh biết chiều nay em anh buồn lắm. Đã hẹn nhưng chẳng thấy anh sao. Khi nắng cổng trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ mong. Khi đôi mây trời anh từng cách xa đầy áo bay màu xanh xanh như tình anh. Chờ một ngày nào đó, chiến tàu năm xưa
sẽ đem người lính trả lại cho mình. Và sau đây xin mời quý vị lắng nghe với giọng hát của nữ ca sĩ Tuyết Phượng với nhạc phẩm Tàu Đêm Năm Cũ của nhạc sĩ Trúc Phương. Xin mời quý vị cho Tuyết Phượng một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn anh Đỗ Toàn. Quý vị có vui không ạ? Tuy hôm nay hơi ít chút nhưng mà rất là ấm cúng đúng không ạ? Ok, bây giờ Tuyết Phượng xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm rất là trữ tình Tàu Đêm Năm Cũ sau đây ạ. Thank you.
you so much. Trời ơi, chàng lính nào mà nghe được giọng ca này thì cũng mong mau sớm sớm để mà trở về thôi phải không quý vị? Cảm ơn Tuyết Phương rất là nhiều với một nhạc phẩm rất là trữ tình và với giọng hát rất là đầm ấm. Và kính thưa quý vị, giờ này anh ở đâu với sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng sẽ được trình bày qua các giọng hát và các cô thiếu nữ rất là dễ thương của chúng ta đêm hôm nay. Xin mời quý vị cùng cho các người đẹp của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn với Tuyết Phương, Thu Trâm, Thùy Vân và Kim Ngân. Cảm ơn MC rất là duyên dáng. Thank you.
luôn. Nên là hôm nay là không ai nấy giữ. Cảm ơn sự chào đón rất là nồng nhiệt của tất cả quý vị. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Thank you so much. Chỉ là hình như là không có dợt mà sao nghe giống như là dợt mấy tháng hay sao. Thấy hát rất là hay quá quý vị. Người con gái miền Nam thì lúc nào cũng thương nhớ người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và muốn viết tên anh trong trái tim của mình. Nhạc phẩm Tôi Nhớ Tên Anh của Hoàng Thi Thơ. Xin mời quý vị chào đón tiếng hát của Thương Trâm. Đời đời còn nhớ.